nhà sản xuất âm nhạc có tiếng, giúp Hồ Văn Cường có được một chương trình âm nhạc hoàn hảo. Kính thưa quý cô chú anh chị và các bạn, chú Khôi Nguyễn mới đây đã có những tiết lộ về người nhạc sĩ trong chương trình ca nhạc của Hồ Văn Cường trên sóng của Giao Lộ Thời Gian. Sau một đêm lâng lâng vì cảm xúc đọng lại, hôm nay AAD mới có thời gian ngồi nghe lại bài hát Đêm Mưa Nhớ Mẹ trong chương trình Giao Lộ Thời Gian. Quả thực gọi nhạc sĩ Dương Cầm là phù thủy âm nhạc quả không sai. Ngoài vai trò là một nhạc sĩ, anh còn là một nhà sản xuất âm nhạc có tiếng cùng các bản phối đỉnh cao. Cả nhà còn nhớ bài hát Đêm Mưa Nhớ Mẹ ở các phiên bản cũ Cường hát chứ, đó là một bản phối hay mà âm thanh chủ đạo là tiếng đàn bầu cộng với đàn tranh, tạo nên một bức tranh mang gam màu trầm hoài niệm, một không gian gợi nhớ và thấm đẫm tiếng lòng của người con dành cho mẹ. Còn ở Giao Lộ Thời Gian, ta nghe một bản phối hoàn toàn mới, vẫn là sử dụng bộ dây nhưng tiếng đàn tranh tam thập lục được đẩy cao làm điểm nhấn. AD nghĩ đây có lẽ là dụng ý và sự nhạy bén của nhạc sĩ hòa âm ở chỗ này. Bây giờ đây, khi giọng hát của bé Cường đã trưởng thành, trầm ấm và tình cảm mộc mạc hơn lúc bé, thì các nốt cao, lanh lảnh réo rắt của dây đàn tranh là điểm sáng đối lập nhưng lại khiến tôn vinh chất giọng trầm ấm của thằng bé. Không còn tiếng đàn bầu như bản phối cũ, thay vào đó một nền nhạc đảo xoáy lững thững bồng bềnh tạo không gian như vô như thực. Người nghe sẽ có cảm giác như đang ở trong một màn đêm, chỉ có hạt mưa rơi tí tách cùng tiếng lòng của người con bày tỏ trôi mãi về nơi sâu thẳm thẳm mênh mông và vô định. Tuyệt vời quá phải không? Có lúc AD nghĩ kiểu ví von. Giọng hát cậu bé như miếng đường phèn ngọt ngào và dịu thơm, cùng tiếng đàn tranh tính tang lành lót như miếng chanh quê, hòa vào nhau sẽ thành một ly nước mát giúp giải khát những tâm hồn đồng điệu và chịu nặng về tình nghĩa gia đình. Khao khát một mái nhà có cha có mẹ, cùng quây quần ăn cơm trong một đêm mưa buồn nhưng ấm áp tình cảm. Cảm ơn người nhạc sĩ tài ba đã sáng tác bài hát quá hay. Cảm ơn nhạc sĩ Dương Cầm đã thổi vào bản nhạc một nét tươi mới và thánh thiện. Và cũng cảm ơn con, ca sĩ Hồ Văn Cường, con đúng là sứ giả cảm xúc của riêng chú. Fan Hồ Văn Cường thắc mắc một lần bóc trần hết sự thật, luôn bảo chỉ là ca sĩ hát nhép không đồng hay sao chổi gì đó mà không buông cái tên của người ta ra vậy. Kính thưa quý cô chú anh chị và các bạn, hôm nay chúng tôi xin phép chia sẻ lại bài viết của một người hâm mộ Hồ Văn Cường có tên Tuyền Nguyễn nhân sự việc Hồ Văn Cường mở lại tài khoản Facebook cá nhân. Chị Tuyền Nguyễn viết: các bạn thân mến, hôm nay tôi cảm thấy không can tâm và tôi biết đó cũng là tâm trạng chung của cả nhà FC Xanh Đọt Chuối của chúng tôi. Nên tôi xin cạn tỏ lên đây sự bất bình mà dưới ánh mặt trời vẫn còn chút mờ ảo của đêm đen, hay dưới quyền năng của pháp luật thì vẫn còn chút kẽ hở để bọn nhân danh con người chúng có đất dụng để thao túng chúng ta. Thao túng những người sống và làm việc đúng với đạo với đời và nhất là quán triệt sâu sắc luật pháp ban hành. Ấy vậy mà chàng ca sĩ trẻ măng của chúng tôi mới tập tễnh bước thấp bước cao vào đời đã làm gì nên tội với họ, với xã hội này mà họ cắn chặt không tha. Khi vừa đặt chân vào showbiz, con đã trở thành con nuôi của người ta mà đâu phải dễ dàng đâu. Bản thân con vừa đi hát, vừa đi học, vừa chăm em và cả làm bồi bàn phục vụ quán chay. Còn chưa đủ, con còn kéo theo cả mẹ ruột mình để làm suốt 6 năm trời đằng đẵng. 6 năm đó con cũng mang lời ca tiếng hát đến muôn nơi, từ hát đình, hát chùa, hát hội chợ hay những vùng sâu vùng xa nhất có thể. Con chỉ biết cất cao tiếng hát chứ chưa hề biết mình được những gì sau những cống hiến không ngừng nghỉ đó. Tuổi nhỏ nhưng sức con không nhỏ, con đã tham gia nhiều các chuyến thiện nguyện giúp dân trong khả năng vốn có của mình. Khi nhìn vào, nếu chúng ta tiếc lời không khen họ một câu thì thôi đi. Đằng này đã hơn cả năm dài đằng đẵng, các bạn không những xuyên tạc đặt điều, gian dối thiêu dệt nhằm làm cho cậu bé xấu đi các bạn mới hả dạ. Nhưng các bạn không ngờ, các bạn càng gào càng công kích thì cậu bé nhà chúng tôi càng lung linh tỏa sáng hơn trước ánh bình minh. Và nhất là tên tuổi càng vang dội năm châu bốn biển hơn về một cậu bé quá thiện lành, quá chân chất, không nhiễm chút bụi bẩn nào mà thiên tính ngày một sáng ngời. Và chừng như có thể hơn vậy, các bạn đã hơn 5 lần 7 lượt dọa đánh hay truy sát, thậm chí đã ra tay với bên phía những người lên tiếng bênh vực Cường. Và tới trò tệ nhất cũng không bỏ qua là răng biểu ngữ tẩy chay một cậu bé hát hay mà ai nhìn vào cũng yêu cũng quý. Các bạn nên nhớ luật pháp Việt Nam không dung túng cho bất kỳ ai có hành vi gây rối công khai như vậy, nên việc các bạn làm cầm chắc là bị người khác xem thường chán ghét, còn cơ quan chức năng sẽ không làm ngơ đâu nhé. Còn nữa, đây mới chính là việc tôi cần lan tỏa ra cộng đồng mạng và cho cả xã hội này biết về hành vi của ekip kia. Ca sĩ Hồ Văn Cường đã chấm dứt mọi quan hệ với công ty diễn và ra đi không mang theo một sản phẩm âm nhạc nào cho mình dù đã cống hiến cho họ gần 6 năm. Theo đó, các trang cá nhân như YouTube, Facebook cũng trả lại cho công ty vì do họ lập.
Ừ thì họ lập với tên tuổi con, đã có hơn 1,4 triệu lượt đăng ký, thì con đã trả lại xem như con ra đi hai bàn tay trắng rồi. Nhưng tại sao cái tên của con họ vẫn giữ, họ có thể đổi thành tên khác mà, hà cớ gì cứ giữ chặt tên con? Nếu đúng vậy theo các bạn thì có nên giữ lại cái tên không? Các bạn fan PN đâu, thông minh lắm, chửi hay lắm, xin các bạn trả lời một câu cho chí lý xem nào. Luôn bảo chỉ là ca sĩ hát nhét không đồng hay sao chổi gì đó mà không buông cái tên của người ta ra vậy. Hành vi này các bạn có biết đã vi phạm luật nhân quyền không? Khi cha mẹ sinh ra cho ta một cái tên để được gọi được công nhận có đầy đủ quyền lợi trước pháp luật. Vậy sao đã hơn 5 lần bé dùng tên thật của mình để lập Facebook liền bị đánh sập? Hành vi bất nhân tính à? Buồn cười không các bạn? Đến cái tên của một cậu bé cũng cắn chặt không buông, trong khi có hàng trăm trang cá nhân giả mạo tên con thì không đánh để chúng lộng hành lợi dụng tên tuổi của cậu bé để trục lợi là sao? Ai thông minh có thể thông não tôi không? Cũng tốt thôi, điều đó càng chứng tỏ bọn chúng thật sự vô liêm sĩ mất nhân tính. Giờ fan 2 còn có thể bênh vực không? Nếu ai dũng cảm bênh được ekip này thì tôi xin cúi lại sự tàn nhẫn của xã hội này đã lên ngôi với hai chữ mô Phật. Nhưng không sao, bất bình thì tôi cũng muốn gào lên chút cho các bạn biết mình quá lạm dụng, quá ăn hiếp một đứa con nít thân cô thế cô cho thỏa cơn thôi. Chứ cậu bé nhà chúng tôi vẫn cứ bình chân như vậy, vì có thế cái trí tuệ của bé đã vượt hơn cái thường tình, cái sân si tham chấp của lòng người đố kỵ nhỏ nhen. Cậu ấy càng thấy sự chọn lựa ra đi của mình là đúng đắn, và nhất là trời cao nhưng có mắt, khi các người đến lúc hết thời hết vận hay gọi tắt là hết phước thì cũng trở nên đáng thương. Biết đâu đến lúc đó lại cầu xin cậu bé, người mà các ngươi từng lao tâm khổ tứ răng thiên la địa võng, không chừa cho một con đường sống. Thói xấu xa đốn mặt đã thành nghiệp, đã gia tăng và đang đợi chờ nghiệp xấu trực chờ thôi. Đó là sự tương ứng của vòng tròn nhân quả, khi bạn trồng gieo một hạt ớt thôi thì ắt nhận lại hàng nghìn quả ớt thôi. Cuối lời gửi đến fan 2, hai chữ quay đầu, kẻo sau này khỏi trách câu cộng nghiệp thôi à. Giáng sinh về cầu mong hồng ân Thiên Chúa, cho thế gian luôn an lành, ấm áp và hạnh phúc đến nhà nhà. Fan Hồ Văn Cường tiết lộ thành công không phải ngẫu nhiên. Ai biết được những khoảnh khắc này? Kính thưa quý cô chú anh chị và các bạn, mới đây trong một nhóm SC Hồ Văn Cường đã đăng tải bức ảnh nam ca sĩ ngồi ở một góc lặng lẽ dùng điện thoại để tranh thủ ôn bài trước khi lên sân khấu biểu diễn. Có thể thấy Hồ Văn Cường luôn có tâm với những sân khấu mà mình góp mặt khi cố gắng ôn lại các bài hát để có thể mang đến một đêm diễn chỉn chu nhất dành cho khán giả. Khi đăng tải bức ảnh Hồ Văn Cường cặm cụi ôn bài, FC nam ca sĩ còn đăng tải dòng trạng thái đính kèm. Thành công không phải ngẫu nhiên, đó là sự chăm chỉ, bền bỉ học hỏi và quan trọng nhất là tình yêu đối với việc mình đang làm. Và sự thành công của cậu út Gò Công, Hồ Văn Cường là xứng đáng vì cậu ấy vẫn đang cố gắng chăm chỉ từng ngày.